Xin chào các em, rất vui khi gặp lại các em trong giờ học lịch sử trên truyền hình. Các em thân mến, sau phần ôn tập lịch sử Việt Nam thời kỳ phong kiến, hôm nay cô sẽ hướng dẫn các em ôn tập một nội dung mới trong phần lịch sử thế giới, đó là các cuộc cách mạng tư sản đầu thời cận đại từ thế kỷ 16 đến cuối thế kỷ 18. Các em chú ý, đây là một trong những nội dung trọng tâm trong phần ôn tập của học kỳ 2. Các em hãy chú ý theo dõi bài giảng qua các slide và có thể sử dụng điện thoại để chụp lại những phần kiến thức nếu không ghi kịp. Sau khi học các bài 29, 30, 31 và ôn tập chuyên đề này, thì cô mong muốn các em, một là trình bày được nguyên nhân, diễn biến chính, kết quả, tính chất và ý nghĩa của các cuộc cách mạng tư sản. Thứ hai là so sánh để thấy được những điểm chung và những nét đặc trưng điển hình của mỗi cuộc cách mạng tư sản. Thứ ba là đánh giá đúng vai trò của các lực lượng tham gia cách mạng tư sản. Về tiến trình bài học, thì bài học gồm 3 phần. Phần thứ nhất, chúng ta đi khái quát về các cuộc cách mạng tư sản điển hình từ giữa thế kỷ 16 đến thế kỷ 18. Phần thứ hai là so sánh về các cuộc cách mạng tư sản điển hình từ giữa thế kỷ 16 đến thế kỷ 18. Và phần thứ ba là hệ thống câu hỏi và bài tập củng cố. Nào, các em hãy chuẩn bị bút, vở ghi, vở nháp và có thể cả điện thoại di động. Chúng ta bắt đầu giờ học nhé. Phần thứ nhất là khái quát về các cuộc cách mạng tư sản điển hình từ thế kỷ 16 đến thế kỷ 18. Bao gồm, thứ nhất là cách mạng tư sản Anh. Thứ hai là cuộc chiến tranh giành độc lập của 13 bang thuộc địa Anh ở Bắc Mỹ. Và thứ ba là cuộc cách mạng tư sản Pháp. Ở phần này, chúng ta cần khái quát những nội dung chính sau đây. Một là tiền đề bùng nổ cách mạng. Thứ hai là nhiệm vụ. Thứ ba là nét chính về diễn biến. Thứ tư là lực lượng. Thứ năm là hình thức. Thứ sáu là tính chất. Và thứ bảy là ý nghĩa của các cuộc cách mạng tư sản. Chúng ta đi tìm hiểu phần 1, tiền đề của các cuộc cách mạng tư sản. Hay nói cách khác là chúng ta tìm hiểu về bối cảnh lịch sử và nguyên nhân sâu xa bùng nổ cách mạng. Tiền đề thứ nhất đó là sự xuất hiện của phương thức sản xuất tư bản chủ nghĩa trong lòng xã hội phong kiến. Thứ hai là giai cấp tư sản và các tầng lớp đại diện cho phương thức sản xuất tư bản chủ nghĩa ra đời và ngày càng lớn mạnh. Thứ ba đó là sự xuất hiện của tư tưởng mới tiến bộ chống phong kiến. Sự xuất hiện giai cấp tư sản và phương thức sản xuất tư bản chủ nghĩa là tiền đề tất yếu đối với các cuộc cách mạng. Ngoài ra thì sự xuất hiện của các tầng lớp khác đại diện cho phương thức sản xuất tư bản chủ nghĩa hay sự xuất hiện của trào lưu tư tưởng mới là những nét đặc trưng riêng. Thứ hai là nhiệm vụ của các cuộc cách mạng tư sản. Bao gồm nhiệm vụ dân tộc và nhiệm vụ dân chủ. Nhiệm vụ dân tộc đó là giải phóng dân tộc, mở đường cho chủ nghĩa tư bản phát triển và thiết lập một nhà nước tư bản chủ nghĩa thống nhất. Nhiệm vụ dân chủ là xóa bỏ chế độ phong kiến chuyên chế, xác lập nền dân chủ tư sản và bảo vệ các quyền lợi cơ bản của con người như quyền tự do, quyền bình đẳng, quyền tư hữu. Các em chú ý, do hoàn cảnh lịch sử, điều kiện kinh tế xã hội ở mỗi quốc gia khác nhau, cho nên nhiệm vụ dân tộc dân chủ ở mỗi nước cũng được đặt ra khác nhau. Nội dung thứ ba chúng ta cần khái quát đó là về diễn biến chính của các cuộc cách mạng tư sản, bao gồm cách mạng tư sản Anh, chiến tranh giành độc lập của các thuộc địa Anh ở Bắc Mỹ và cách mạng tư sản Pháp. Về cuộc cách mạng tư sản Anh thì các em cần lưu ý một số các cái sự kiện chính trong tiến trình của cách mạng. Năm 1640, vua Charles I triệu tập quốc hội đòi tăng thuế. Đây là nguyên nhân trực tiếp bùng nổ cách mạng. Năm 1642, Charles I tuyên chiến với quốc hội và cách mạng chính thức bùng nổ. Năm 1649, Charles I bị xử tử, Anh trở thành nước Cộng Hòa và cách mạng đạt đến đỉnh cao. Năm 1653, tư sản và quý tộc mới đã trao cho Cromwell tước bảo hộ công, chính thức thiết lập nền độc tài quân sự. Và năm 1688, quốc hội đưa Wilhelm Oranger lên ngôi vua, chế độ quân chủ lập hiến được thiết lập. Qua sơ đồ tiến trình của cách mạng Anh thì chúng ta có thể thấy đỉnh cao đó là năm 1649 khi mà vua Charles I bị xử tử và nền Cộng Hòa được thiết lập. Và cách mạng Anh thì trải qua nhiều giai đoạn quanh co, kết quả cuối cùng thì đến năm 1688 thể chế chính trị được thiết lập ở Anh và tồn tại cho đến ngày hôm nay, đó là chế độ quân chủ lập hiến. Về diễn biến chính của cuộc chiến tranh giành độc lập của các thuộc địa Anh ở Bắc Mỹ, các em chú ý một số sự kiện. Sự kiện chè Boston tháng 12 năm 1773, đây được coi là sự kiện thổi bùng ngọn lửa cuộc chiến tranh giành độc lập. Tháng 4 năm 1775, chiến tranh giữa các thuộc địa với chính quốc bùng nổ. Tháng 5 năm 1775, Đại hội lục địa lần thứ 2 ở Philadelphia đã thành lập quân đội
thuộc địa và bầu George Washington làm tổng chỉ huy. Từ đây thì các thuộc địa lần lượt tuyên bố tách khỏi nước Anh. Ngày 4 tháng 7 năm 1776, Đại hội lục địa đã thông qua bản tuyên ngôn độc lập, tuyên bố thành lập Hợp chúng quốc Mỹ. Đây là quang cảnh mà Đại hội thuộc địa ở Anh đã thông qua bản tuyên ngôn độc lập vào ngày 4 tháng 7 năm 1776. Năm 1781, chiến thắng Yorktown, quân Anh đã buộc phải đầu hàng và năm sau thì chiến tranh kết thúc. Năm 1783, với hòa ước Versailles, Pháp trở thành nước trung gian trong việc hòa giải giữa Anh và 13 bang thuộc địa ở Bắc Mỹ. Anh đã buộc phải công nhận nền độc lập của 13 bang thuộc địa. Đến năm 1787 thì hiến pháp mới thông qua và thể chế chính trị là chế độ liên bang cộng hòa do tổng thống đứng đầu. Năm 1789, lãnh đạo của đội quân thuộc địa đó là George Washington đã được bầu làm tổng thống đầu tiên của nước Mỹ. Cuộc cách mạng thứ ba đó là cách mạng tư sản Pháp cuối thế kỷ 18. Sự kiện mở đầu là sự kiện ngày 14 tháng 7 năm 1789. Quân chúng tấn công và chiếm nhà ngục Bastille. Đây là biểu tượng của nền quân chủ chuyên chế ở Pháp. Sự kiện này đánh dấu cách mạng Pháp chính thức bùng nổ. Và từ sau thắng lợi này thì phái lập hiến lên nắm quyền. Tháng 8 năm 1789, thông qua bản tuyên ngôn nhân quyền và dân quyền. Tháng 9 năm 1791, thông qua hiến pháp, xác lập chế độ quân chủ lập hiến. Đến tháng 8 năm 1792, phái tư sản công thương Guidon Đanh đã lật đổ phái lập hiến và thiết lập nền Cộng Hòa tháng 9 năm 1792. Vua Louis XVI đã bị xử tử vào đầu năm 1793. Ngày 2 tháng 6 năm 1793, phái Guidon Đanh đã bị lật đổ và nền chuyên chính Jacobin đứng đầu là Robespierre đã thành lập. Cách mạng Pháp đạt đến đỉnh cao. Ngày 27 tháng 7 năm 1794, cuộc đảo chính lật đổ phái Jacobin và cách mạng Pháp đi vào thời kỳ thoái trào. Chúng ta có thể quan sát sơ đồ tiến trình phát triển của cách mạng Pháp. Từ 14 tháng 7 năm 1789, thiết lập nền quân chủ lập hiến, sau đó đến nền Cộng Hòa ngày 10 tháng 8 năm 1792 và giai đoạn 3 từ ngày 2 tháng 6 năm 1793, cách mạng đạt đến đỉnh cao dưới thời nền chuyên chính Jacobin. Và sau đó thì cách mạng đi vào thời kỳ thoái trào từ ngày 27 tháng 7 năm 1794. Trên đây là diễn biến của 3 cuộc cách mạng điển hình ở đầu thời cận đại. Nội dung thứ tư đó là chúng ta khái quát về lực lượng của các cuộc cách mạng tư sản, bao gồm lực lượng lãnh đạo và động lực của cách mạng. Lãnh đạo là giai cấp tư sản hoặc các tầng lớp đại diện cho phương thức sản xuất tư bản chủ nghĩa. Về động lực của các cuộc cách mạng, đó là quần chúng nhân dân, trong đó đông đảo nhất là nông dân và bình dân thành thị. Nội dung thứ năm đó là hình thức của cách mạng tư sản. Do mỗi cuộc cách mạng thì có nhiệm vụ, mục tiêu khác nhau, cho nên hình thức của cách mạng cũng khác nhau. Hình thức thứ nhất đó là hình thức nội chiến. Thứ hai là chiến tranh giành độc lập. Thứ ba là nội chiến kết hợp với chiến tranh vệ quốc. Nội dung thứ sáu chúng ta cần khái quát đó là về tính chất của các cuộc cách mạng tư sản, bao gồm tính chất triệt để và tính chất chưa triệt để. Cuộc cách mạng tư sản có tính chất triệt để khi hoàn thành đầy đủ nhiệm vụ đặt ra. Tính chất chưa triệt để bởi chưa giải quyết được quyền lợi cho nhân dân hay chưa xóa bỏ được tàn dư phong kiến. Nội dung cuối cùng đó là ý nghĩa của các cuộc cách mạng tư sản. Một, đó là mở đường cho chủ nghĩa tư bản phát triển. Hai là thiết lập các thể chế dân chủ tiến bộ hơn. Cụ thể ở đây đó là thể chế quân chủ lập hiến ở nước Anh hay Cộng hòa tư sản ở Pháp và Cộng hòa liên bang ở Mỹ. Thứ ba là mở ra thời đại mới trong lịch sử loài người, thời cận đại. Như vậy, đây là những kiến thức trọng tâm mà các em cần ghi nhớ khi ôn tập chủ đề về các cuộc cách mạng tư sản đầu thời cận đại. Ngoài ra, các em cần chú ý một số từ khóa về sự kiện lịch sử. Ví dụ như sự kiện ngày 4 tháng 7 năm 1776 ở nước Mỹ hay ngày 14 tháng 7 năm 1789 ở nước Pháp. Nhân vật lịch sử, ví dụ như Oliver Cromwell ở Anh hay George Washington ở Mỹ, rồi Robespierre ở Pháp. Các địa danh lịch sử,
Netherby, London ở Anh hay Bastille ở Pháp, Boston hay Philadelphia ở Bắc Mỹ. Các văn kiện lịch sử như là tuyên ngôn độc lập ở Bắc Mỹ hay tuyên ngôn nhân quyền và dân quyền ở Pháp. Ngoài ra thì các em cũng cần chú ý đến các khái niệm lịch sử khác như là rào đất cướp ruộng, cừu ăn thịt người, quý tộc mới, chế độ ba đẳng cấp, nền Cộng hòa, nền quân chủ lập hiến, nền chuyên chính Jacobin, nền độc tài quân sự, hoặc là khái niệm về cách mạng tư sản. Khi nắm chắc các từ khóa thì các em sẽ hiểu sâu, nhớ lâu kiến thức và có thể trả lời được tốt các câu hỏi ôn tập. Tiếp theo chúng ta chuyển sang nội dung thứ hai là so sánh các cuộc cách mạng tư sản từ giữa thế kỷ 16 đến thế kỷ 18. Ở nội dung này thì chúng ta lập bảng thống kê về các cuộc cách mạng tư sản với các tiêu chí là nhiệm vụ, mục tiêu, lãnh đạo, hình thức, tính chất và kết quả ý nghĩa của các cuộc cách mạng tư sản. Các em hãy chia vở thành 4 cột hàng dọc và 5 cột hàng ngang và theo dõi các cái tiêu chí để chúng ta hoàn thành bảng biểu sau. Về nhiệm vụ và mục tiêu của cách mạng tư sản Anh, chiến tranh giành độc lập Bắc Mỹ và cách mạng tư sản Pháp, do hoàn cảnh khác nhau thì nhiệm vụ ở mỗi một cuộc cách mạng có sự khác nhau. Tuy nhiên, mục tiêu chung ở đây chúng ta đều thấy đó chính là mở đường cho chủ nghĩa tư bản phát triển. Về lãnh đạo thì cả ba cuộc cách mạng đều có sự lãnh đạo của giai cấp tư sản. Ngoài ra, với cách mạng tư sản Anh thì còn có sự lãnh đạo của tầng lớp quý tộc mới, và chiến tranh giành độc lập Bắc Mỹ thì có thêm thành phần lãnh đạo, đó là chủ nô lệ, chủ trang trại, đồn điền. Về hình thức, do nhiệm vụ khác nhau nên mỗi cuộc cách mạng có những hình thức khác nhau. Cách mạng tư sản Anh diễn ra dưới hình thức nội chiến, chiến tranh giành độc lập ở Bắc Mỹ và với nước Pháp đó là nội chiến và chiến tranh vệ quốc. Về tính chất thì cách mạng tư sản Anh và chiến tranh giành độc lập của các thuộc địa Anh ở Bắc Mỹ mang tính chất là cách mạng tư sản chưa triệt để, bởi vì ở nước Anh thì chưa thủ tiêu hoàn toàn tàn dư phong kiến và chưa đem lại quyền lợi cho nhân dân. Ở Bắc Mỹ thì trong Hiến pháp năm 1787 có quy định phụ nữ thì không có quyền bầu cử, nô lệ thì không có quyền công dân. Chính vì vậy mà đây chính là những cái hạn chế của các cuộc cách mạng này. Riêng cách mạng tư sản Pháp là cuộc cách mạng tư sản triệt để, điển hình nhất trong các cuộc cách mạng tư sản đầu thời cận đại, bởi nó đã hoàn thành đầy đủ những nhiệm vụ của một cuộc cách mạng tư sản, đồng thời ở giai đoạn nền chuyên chính Jacobin còn hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ chống nội phản và ngoại xâm, bảo vệ chính quyền cách mạng và chia ruộng đất cho nông dân. Về kết quả ý nghĩa của các cuộc cách mạng tư sản, ở đây cả ba cuộc cách mạng đều mở đường cho chủ nghĩa tư bản phát triển. Riêng với cách mạng tư sản Anh và cách mạng tư sản Pháp thì lật đổ chế độ phong kiến chuyên chế và thiết lập nhà nước dân chủ. Ở Bắc Mỹ thì cuộc chiến tranh giành độc lập đã giải phóng Bắc Mỹ khỏi chủ nghĩa thực dân Anh và thành lập nhà nước mới theo thể chế Liên bang Cộng hòa. Ý nghĩa quốc tế, cuộc cách mạng tư sản Anh đã mở ra thời kỳ quá độ từ chế độ phong kiến sang chế độ tư bản. Còn chiến tranh giành độc lập ở Bắc Mỹ cổ vũ phong trào cách mạng thế giới, cụ thể là thúc đẩy phong trào chống phong kiến ở châu Âu và phong trào giành độc lập của nhân dân các nước Mỹ Latin ở cuối thế kỷ 18, đầu thế kỷ 19. Với cách mạng tư sản Pháp, thì cuộc cách mạng này đã mở ra thời kỳ thắng lợi và củng cố của chủ nghĩa tư bản trên thế giới. Có thể nói, thế kỷ 19 trôi qua dưới dấu hiệu của cách mạng tư sản Pháp. Và cuộc cách mạng này được ví như chiếc chổi khổng lồ để quét sạch mọi rác rưởi của chế độ phong kiến. Ngoài những nội dung trên, thì khi so sánh về các cuộc cách mạng tư sản, các em cũng cần lưu ý một số đặc điểm riêng như sau. Với cuộc chiến tranh giành độc lập ở Bắc Mỹ, thì đây là quốc gia đầu tiên đưa ra bản tuyên ngôn độc lập, tuyên bố về quyền dân tộc và quyền con người. Cách mạng Anh và cách mạng Pháp thì có những điểm tương đồng và những điểm khác biệt. Lãnh đạo thì đều là giai cấp tư sản, riêng Anh thì có thêm bộ phận quý tộc mới. Trong tiến trình của cách mạng tư sản Anh và Pháp, cả hai đều bắt đầu bằng việc vua cần tiền triệu tập quốc hội và quốc hội đã nổi loạn lật đổ chế độ quân chủ chuyên chế. Vua cố gắng giành lại quyền lực nhưng thất bại và đều bị xử tử. Cả hai đều thiết lập nền Cộng hòa. Và sau đó thì nền Cộng hòa bị thao túng bởi một cá nhân và nền độc tài quân sự được thiết lập. Kết quả của hai cuộc cách mạng này đều lật đổ chế độ quân chủ chuyên chế, mang lại quyền thống trị cho giai cấp tư sản. Điểm khác biệt của cuộc cách mạng tư sản Anh là phe quý tộc trong nghị viện vẫn còn nguyên vẹn và cho đến nay
thì giới quý tộc Anh vẫn tồn tại trên danh nghĩa. Cách mạng Pháp thì khác, không chỉ lật đổ chính quyền của vua Pháp mà còn toàn bộ quyền lợi của quý tộc và tăng lữ cũng bị xóa bỏ. Ngoài ra thì cuộc cách mạng tư sản Anh đỉnh cao là khi vua Charles I bị xử tử, nền Cộng hòa được thiết lập. Ở cách mạng Pháp thì vua bị xử tử và nền Cộng hòa được thiết lập chưa phải là đỉnh cao, mà đỉnh cao cách mạng là thời kỳ cầm quyền của phái Jacobin. Điểm khác biệt nữa đó là ở Anh thì thiết lập nền Cộng hòa, sau đó quay trở về chế độ quân chủ lập hiến. Ngược lại ở Pháp thì chế độ quân chủ lập hiến và sau đó mới thiết lập nền Cộng hòa. Về cách mạng Pháp và cách mạng Mỹ thì cách mạng Pháp chịu ảnh hưởng của cách mạng Mỹ, đặc biệt đó là về bản tuyên ngôn nhân quyền và dân quyền, mọi người sinh ra đều có quyền bình đẳng và sự hình thành một chính quyền hoàn toàn không có tầng lớp quý tộc. Điểm riêng của cuộc cách mạng Pháp so với các cuộc cách mạng còn lại đó là mâu thuẫn đẳng cấp hết sức sâu sắc. Nên khi cách mạng bùng nổ thì mức độ đẫm máu và cực đoan của cuộc cách mạng tư sản Pháp đã bỏ xa cuộc cách mạng ở Anh và Bắc Mỹ. Kết luận chung về các cuộc cách mạng tư sản đầu thời cận đại. Về khái niệm thì cách mạng tư sản là cuộc cách mạng do giai cấp tư sản lãnh đạo nhằm đánh đổ chế độ phong kiến đã lỗi thời, mở đường cho chủ nghĩa tư bản phát triển, xác lập sự thống trị của giai cấp tư sản. Về lực lượng chủ yếu đưa cách mạng tư sản đến thắng lợi là nhân dân lao động, song những thành quả của cách mạng lại rơi vào tay giai cấp tư sản. Cách mạng tư sản trong một thời gian đã xây dựng được một chế độ xã hội tiến bộ hơn chế độ phong kiến, làm cho sản xuất phát triển to lớn. Tuy nhiên thì cách mạng tư sản còn có một số hạn chế. Cách mạng tư sản chỉ thay thế hình thức bóc lột phong kiến bằng hình thức bóc lột tư bản chủ nghĩa, tức là chưa giải quyết được vấn đề căn bản của xã hội, đó là chế độ người bóc lột người. Để củng cố nội dung bài học, chúng ta chuyển sang phần thứ 3, hệ thống các câu hỏi và bài ôn tập. Thứ nhất là phần trắc nghiệm. Câu số 1. Đâu là điểm giống nhau cơ bản của tình hình nước Anh và nước Pháp trước cách mạng? A. Xã hội đều phân chia thành các đẳng cấp. B. Đều có sự xâm nhập của quan hệ sản xuất tư bản chủ nghĩa vào nông nghiệp. C. Đều xuất hiện tầng lớp quý tộc mới. Và D. Vấn đề tài chính là nguyên nhân trực tiếp làm bùng nổ cách mạng. Trong 4 phương án trên đây thì phương án A là đặc điểm của cách mạng Pháp, phương án B và C là đặc điểm riêng của cách mạng Anh. Vậy đáp án chính là phương án D. Vấn đề tài chính là nguyên nhân trực tiếp bùng nổ cách mạng. Câu số 2. Ý nào sau đây là điểm khác nhau cơ bản về tiền đề dẫn tới bùng nổ cách mạng tư sản Pháp so với cách mạng tư sản Anh? A. Kinh tế tư bản chủ nghĩa phát triển. B. Nhà vua có quyền lực tối cao và cai trị độc đoán. C. Xuất hiện trào lưu triết học ánh sáng. D. Quần chúng nhân dân bị áp bức bóc lột nặng nề. Ở đây các phương án A, B, D là đặc điểm chung của cách mạng tư sản Anh và cách mạng tư sản Pháp. Phương án C, xuất hiện trào lưu triết học ánh sáng Pháp, chính là đáp án của câu số 2. Đây là đặc điểm riêng của nước Pháp, xuất hiện một trào lưu triết học ánh sáng với ba đại diện tiêu biểu, đó là Voltaire, Montesquieu và Rousseau. Câu số 3, năm 1649, cách mạng tư sản Anh đạt đến đỉnh cao bởi vì A. Hoàn thành đầy đủ nhiệm vụ của một cuộc cách mạng tư sản. B. Vua Charles I bị xử tử, chế độ Cộng hòa được thiết lập. C. Sau khi cuộc nội chiến kết thúc, chế độ độc tài được thiết lập. Và D. Cách mạng đã thiết lập được chế độ quân chủ lập hiến. Năm 1649, cách mạng tư sản Anh đạt đến đỉnh cao bởi vì vua Charles I bị xử tử và nền Cộng hòa được thiết lập. Đáp án đúng là B. Câu số 4. Tại sao cách mạng Pháp cuối thế kỷ 18 được xem là cuộc cách mạng tư sản triệt để? A. Quyền lực hoàn toàn thuộc về giai cấp tư sản. B. Lật đổ chính quyền quân chủ chuyên chế. C. Giải quyết vấn đề ruộng đất cho nông dân. Và D. Hoàn thành các nhiệm vụ của một cuộc cách mạng tư sản. Như chúng ta đã tìm hiểu về tính chất của một cuộc cách mạng tư sản và một cuộc cách mạng được coi là triệt để khi hoàn thành đầy đủ những nhiệm vụ của nó. Đáp án đúng là phương án D, hoàn thành các nhiệm vụ của cuộc cách mạng tư sản. Câu số 5. Vì sao chế độ quân chủ lập hiến ở Anh được thiết lập? A. Xét về hình thức, đó là một thể chế phù hợp nhất cho sự phát triển của nước Anh. B. Xét về bản chất, quý tộc mới có quan hệ chặt chẽ với chế độ phong kiến. C. Do sự thỏa hiệp của quý tộc mới và tư sản Anh với phong kiến cũ để duy trì quyền lực. D. Do quần chúng bất mãn với chế độ Cộng hòa vì đã không đem lại quyền lợi cho họ.
Qua tiến trình của cách mạng tư sản Anh, chúng ta thấy kết quả cuối cùng năm 1688, nền quân chủ lập hiến đã được thiết lập chính là do sự thỏa hiệp của quý tộc mới và tư sản Anh với phong kiến cũ để duy trì quyền lực. Và đây cũng là một biểu hiện của cuộc cách mạng tư sản chưa triệt để. Đáp án đúng là C. Câu số 6, điểm khác nhau cơ bản về ý nghĩa của cách mạng tư sản Pháp so với cách mạng tư sản Anh là A. Cách mạng Pháp là cuộc cách mạng tư sản triệt để, cách mạng Anh là cuộc cách mạng tư sản không triệt để. B. Cách mạng Pháp do giai cấp tư sản lãnh đạo, cách mạng Anh do giai cấp tư sản và quý tộc mới lãnh đạo. C. Cách mạng Pháp nổ ra dưới hình thức nội chiến, giải phóng dân tộc, cách mạng Anh nổ ra dưới hình thức nội chiến. D. Cách mạng Pháp mở ra thời kỳ thắng lợi và củng cố của chủ nghĩa tư bản ở các nước tiên tiến thời bấy giờ, cách mạng Anh mở ra thời kỳ quá độ từ chế độ phong kiến sang chế độ tư bản. Căn cứ vào từ khóa của câu hỏi là điểm khác nhau cơ bản về ý nghĩa, thì chúng ta thấy phương án A là sự khác nhau về tính chất, phương án B là sự khác nhau về giai cấp lãnh đạo, phương án C là sự khác nhau về hình thức cách mạng. Vậy đáp án đúng là phương án D. Cách mạng Pháp mở ra thời đại thắng lợi và củng cố chủ nghĩa tư bản ở các nước tiên tiến, còn cách mạng Anh mở ra thời kỳ quá độ từ chế độ phong kiến sang chế độ tư bản. Câu số 7. Dựa vào hiểu biết lịch sử và đoạn dữ liệu, hãy trả lời chuỗi câu hỏi dưới đây. Chúng tôi khẳng định một chân lý hiển nhiên rằng mọi người sinh ra đều rằng tạo hóa đã ban cho họ những quyền tất yếu và bất khả xâm phạm, trong đó có quyền và quyền mưu cầu A. Chọn từ thích hợp điền vào chỗ trống trong đoạn trích trên. Các phương án: A. Công bằng, bình đẳng, sống, hạnh phúc. B. Tự do, sống, hạnh phúc, bình đẳng. C. Bình đẳng, sống, tự do, hạnh phúc. Và D. Bình đẳng, tự do, sống, hạnh phúc. Đoạn trích đầy đủ đó là: Chúng tôi khẳng định một chân lý hiển nhiên rằng mọi người sinh ra đều bình đẳng, rằng tạo hóa đã ban cho họ những quyền tất yếu và bất khả xâm phạm, trong đó có quyền được sống, quyền tự do và quyền mưu cầu hạnh phúc. Như vậy đáp án đúng là C. Bình đẳng, sống, tự do, hạnh phúc. B. Đoạn trích trên được trích dẫn trong tác phẩm nào? A. Tuyên ngôn độc lập của Mỹ. B. Tuyên ngôn nhân quyền và dân quyền của Pháp. C. Tuyên ngôn giải phóng nô lệ của Mỹ. Và D. Tuyên ngôn của Đảng Cộng sản. Qua nội dung trên đây thì chúng ta dễ dàng nhận ra được đoạn trích trên chính là trích trong bản Tuyên ngôn độc lập của Mỹ, được thông qua vào ngày 4 tháng 7 năm 1776, và ngày này cũng trở thành ngày quốc khánh của nước Mỹ. Đáp án đúng là A. C. Tuyên ngôn độc lập của Mỹ ra đời trong hoàn cảnh nào? A. Đại hội lục địa lần thứ nhất. B. Đại hội lục địa lần thứ hai. C. Lincoln lên làm tổng thống. Và D. Washington lên làm tổng thống. Tuyên ngôn độc lập của Mỹ ra đời trong Đại hội lục địa lần thứ hai và được thông qua ngày 4 tháng 7 năm 1776. Đáp án đúng là B. Câu số 7D. Hồ Chí Minh đã trích dẫn đoạn trích trên trong bản Tuyên ngôn độc lập của Việt Nam ngày 2 tháng 9 năm 1945, đúng hay sai? A. Đúng. B. Sai. Như các em đã biết, mở đầu của bản Tuyên ngôn độc lập ngày 2 tháng 9 năm 1945 mà Chủ tịch Hồ Chí Minh đã đọc tại Quảng trường Ba Đình, Hà Nội. Mọi người sinh ra đều có quyền bình đẳng, tạo hóa đã ban cho họ những quyền không ai có thể xâm phạm được, trong đó có quyền sống, quyền tự do và quyền mưu cầu hạnh phúc. Như vậy, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã trích dẫn Tuyên ngôn độc lập của Mỹ để khẳng định quyền độc lập và tự do là thiêng liêng và bất khả xâm phạm đối với dân tộc Việt Nam. Vậy phương án là A, đúng. Câu số 8. Ý nào sau đây không phản ánh đúng ý nghĩa của cách mạng tư sản Pháp cuối thế kỷ 18? A. Lật đổ chế độ phong kiến chuyên chế, đưa giai cấp tư sản lên cầm quyền. B. Xóa bỏ các trở ngại trên con đường phát triển của chủ nghĩa tư bản. C. Đáp ứng quyền lợi của mọi giai cấp và củng cố chủ nghĩa tư bản trên thế giới. Và D. Mở ra thời đại thắng lợi và củng cố của chủ nghĩa tư bản trên thế giới. Trong bốn phương án trên thì A, B, D chính là ý nghĩa của cách mạng tư sản Pháp. Vậy với câu hỏi phủ định thì đáp án đúng là C, đáp ứng quyền lợi của mọi giai cấp và củng cố chủ nghĩa tư bản trên thế giới. Câu số 9.
Trên lá cờ của nước Mỹ hiện nay có bao nhiêu ngôi sao và bao nhiêu đường kẻ sọc? A. 50 ngôi sao, 7 đường kẻ sọc. B. 51 ngôi sao, 7 đường kẻ sọc. C. 50 ngôi sao, 13 đường kẻ sọc. Và D. 51 ngôi sao, 13 đường kẻ sọc. Như các em nhìn thấy trên màn hình, 13 đường kẻ sọc chính là tượng trưng cho 13 bang đầu tiên của nước Mỹ được thành lập sau cuộc chiến tranh giành độc lập. Và có 50 ngôi sao màu trắng trên nền lá cờ màu xanh đại diện cho 50 bang của nước Mỹ ngày nay. Như vậy đáp án đúng đó là 50 ngôi sao và 13 đường kẻ sọc. Câu số 10. Điểm chung thể hiện mặt tiến bộ của tuyên ngôn độc lập năm 1776 của nước Mỹ và tuyên ngôn nhân quyền và dân quyền năm 1789 của nước Pháp là A. Đề cao quyền công dân và quyền con người. B. Bảo vệ quyền lợi cho tất cả các tầng lớp trong xã hội. C. Bảo vệ quyền lợi cho giai cấp tư sản. Và D. Quyền tư hữu là quyền thiêng liêng và bất khả xâm phạm. Như chúng ta biết là cuộc cách mạng nước Pháp có chịu ảnh hưởng của Mỹ, cụ thể là ở bản tuyên ngôn nhân quyền và dân quyền của nước Pháp. Và điểm chung thể hiện mặt tiến bộ của hai văn kiện này đó chính là đề cao quyền công dân và quyền con người. Đáp án đúng là phương án A. Phần thứ hai đó là phần câu hỏi tự luận. Phần này các em sẽ ghi nhớ các câu hỏi vào vở và chúng ta sẽ ôn tập ở nhà. Câu số 1. Trình bày nguyên nhân dẫn đến các cuộc cách mạng tư sản từ giữa thế kỷ 16 đến cuối thế kỷ 18. Câu 2. Lập bảng so sánh kết quả, tính chất và ý nghĩa của cách mạng tư sản Anh, chiến tranh giành độc lập của 13 thuộc địa Anh ở Bắc Mỹ và cách mạng tư sản Pháp. Vì sao có sự khác nhau về tính chất của ba cuộc cách mạng? Câu 3. Thông qua diễn biến của cách mạng tư sản Pháp, hãy nhận xét vai trò của giai cấp tư sản và quần chúng nhân dân trong cách mạng. Câu 4. Các nhân vật Cromwell, Washington, Robespierre có vai trò như thế nào đối với cách mạng tư sản Anh, chiến tranh giành độc lập của 13 thuộc địa Anh ở Bắc Mỹ và cách mạng tư sản Pháp? Câu số 5. Phân tích tác động của ba cuộc cách mạng tư sản đối với sự phát triển của nhân loại. Em biết gì về tình hình kinh tế xã hội của ba nước Anh, Mỹ và Pháp hiện nay? Bài học của chúng ta đến đây là kết thúc. Chúc các em ôn tập hiệu quả. Cảm ơn các em đã chú ý lắng nghe.